sau chẳng thấy trò chuyện, chúc nhau đầy ý nguyện, sau hành động lại khác. Hãy chúc gì làm nấy, để Tết này thật hay. Hãy chúc gì làm nấy, để Tết này như ý, cùng Nestle vui Tết như ý. Barbie, xoay là thật vui, nhưng trang rồi. Bạn cần tả quần Barbie mới, hệ thống giãn đều, thoải mái theo đuôi, đen vừa vặn, ngắn trang, siêu khó thang, bé cười giòn tan, tốt đi. Những khoảnh khắc của cuộc sống có nguy cơ vụt khỏi tầm tay. Khi bạn gặp say sẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân, có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Enzyme với thành phần Nattokinase từ Nhật Bản giúp làm tăng cục máu đông, tăng cường hoàn máu, cải thiện say sẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân. Natto Enzyme giúp ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu Nhật Bản. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc kỳ bệnh. Vội chuẩn bị đón Tết, chẳng vội phút bên nhau. Dành vài phút giữa bộn bề hối hả, cùng thưởng thức vị xuân. Nescafe, đông đầy khoảnh khắc xuân. Thưa quý vị, có một thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người khi có bệnh. Đó là tự đoán và tự mua thuốc mà không theo bất cứ sự chỉ dẫn nào của bác sĩ cả. Còn nhà thuốc thì vô tư bán một cách vô tội vạ, thậm chí là có những loại kháng sinh bị cấm, nhưng theo yêu cầu của khách hàng là sẵn sàng tung ra. Vì sao chúng ta lại dễ dàng giao tính mạng của mình cho các dược sĩ đến như vậy? Toa thuốc với người bệnh chính là bủ bối. Toa đúng, trúng, đủ, đồng nghĩa với việc người bệnh có thêm niềm hy vọng điều trị dứt điểm bệnh tật. Còn ngược lại, họ sẽ phải đối diện với một hiểm họa khôn lường. Có đến 40% sai sót trong các toa thuốc, một con số đáng kinh ngạc. Càng giật mình hơn, các chuyên gia y tế cảnh báo trong số 5.300 toa thuốc của hai bệnh viện công lập thì có 2.000 toa có sai sót. Các sai sót thường gặp là sai cách dùng thuốc, sai thời điểm dùng, sai nhóm thuốc. Đặc biệt hơn, khảo sát tại 10 tỉnh thành có 66% toa thuốc có kê biệt dược, đắt tiền mà không trị đúng bệnh. Đây là vấn đề thời sự hiện nay tại nhiều bệnh viện, khiến người nghèo lại càng nghèo hơn khi không may mắc bệnh. Hơn một năm trước, một bệnh nhân quê Quảng Ngãi đột ngột bị ngứa bàn chân, càng gãi càng đỏ ửng, kèm theo đó là những biểu hiện sưng phù, loét, khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Theo thói quen, ra tiệm thuốc Tây mua thuốc về uống, nhưng qua nhiều loại thuốc, uống mãi không giảm, vết loét ngày càng nghiêm trọng, buộc anh phải đến một số phòng khám, bệnh viện, xét nghiệm. Các bác sĩ đều có chung chuẩn đoán em bị nhiễm trùng rồi tiếp tục kê toa thuốc để em vừa uống vừa tiêm điều trị. Hậu quả là suýt bị cưa chân. Trước việc mua bán thuốc dễ như mua rau ở chợ này, nhiều chuyên gia đánh giá Việt Nam có tình trạng kháng thuốc trầm trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu nói Việt Nam trầm trọng nhất thế giới thì chưa phải. Nhưng đúng là mua thuốc ở Việt Nam dễ hơn. Nhiều người đi công tác nước ngoài thường mang theo kháng sinh để phòng bị bệnh, sốt thì lấy ra dùng vì mua ở bên đó không dễ. Việc mua thuốc không cần toa đang khá phổ biến. Theo khảo sát tại 10 nhà thuốc Tây ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tất cả đều đồng ý bán thuốc không cần toa. Đặc biệt trong số này có nhiều loại thuốc kháng sinh như penicillin, amoxicillin. Dù các loại thuốc này phải bán theo toa, nhưng do nhu cầu người dân và với ý nghĩ mình không bán thì nơi khác cũng bán, không muốn mất đi lợi nhuận. Dược sĩ LCB 48 tuổi, mở nhà thuốc tư nhân khoảng 5 năm nay ở quận 9, không ngần ngại đánh giá rằng có khá nhiều người dân nhà thuốc rất ẩu trong việc mua bán thuốc. Thậm chí nhiều toa thuốc kê rất nặng ký so với bệnh nhân. Có toa bệnh một đằng, kê một nẻo. Các chuyên gia y tế gọi cách kê toa này là dùng búa tạ đập ruồi. Trước thực trạng trên, Bộ Y tế cần phải xây dựng bằng được phác đồ điều trị nhằm chẩn hóa các toa thuốc và các loại bệnh đặc biệt. Bên cạnh đó, cần phải phạt nặng nơi bán thuốc không toa. Có như vậy, bủ bối của nhiều bệnh nhân sẽ phát huy hết sự thần kỳ của nó một cách hiệu quả nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay của truyền hình Hậu Giang.
Rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Hội nghị quốc tế thuốc thảo dược tại Seoul 2013 định nghĩa thuốc đông y thế hệ 2 không phải là thuốc hỗ trợ điều trị mà là thuốc điều trị chủ đạo dùng cho bệnh nặng và cạnh tranh hiệu quả với tân dược, ít nhờn, ít tác dụng phụ. Bạn bị viêm họng gây đau họng, ho, khàn tiếng. Bạn bị viêm loét đau rát miệng lưỡi khi nói, ăn uống. Bạn bị sưng đau răng lợi, chảy máu chân răng. Kachita thanh nhiệt chống viêm, tiêu sưng, điều trị hiệu quả viêm họng, đau họng, ho, khàn tiếng. Trị viêm loét đau rát miệng lưỡi, sưng đau răng lợi, chảy máu chân răng. Kachita là thuốc điều trị, không phải thực phẩm chức năng, tác dụng rõ rệt sau 3 ngày dùng. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Bạn bị đau bụng kinh, đau có thể nặng nề với cơn đau dữ dội ở vùng bụng dưới, bụng trướng, căng cứng, đau lan lên ức, sang đùi, lan lên thắt lưng, làm đau mỏi lưng hông, đau khiến bạn mệt mỏi, vã mồ hôi, mặt tái nhợt, đau có thể kéo dài từ trước đến hết kỳ kinh. Đau bụng kinh có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do huyết kinh ứ trệ, nên hướng điều trị hiệu quả nhất chính là thuốc đông y thế hệ 2 hoạt huyết tán ứ chứ không phải thuốc giảm đau. Thuốc hoạt huyết nhất tăng cường lưu thông máu, làm tan huyết ứ, làm hết đau bụng kinh. Hoạt huyết nhất là thuốc điều trị, không phải thực phẩm chức năng. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Cũng vì thế mà Thủ tướng cũng như lãnh đạo ngành ngân hàng yên tâm ngồi dự hội nghị này. Và Thủ tướng tin rằng sau hội nghị, thị trường chứng khoán, một kênh dẫn vốn cùng với ngân